ghi nhận tại một số hàng quán trên địa bàn thành phố Hà Nội. Từ nhiều ngày nay, các màn hình đã được chủ cửa hàng lắp đặt để thu hút khách tới xem. Ghi nhận tại một nhà hàng bia nổi tiếng ở ngã tư Đội Cấn, Văn Cao, thực khách vừa đến đây thưởng thức món ăn vừa chờ đợi khai mạc World Cup 2022. Một số hàng quán vỉa hè ở phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm cũng tất bật dựng màn hình. Theo lịch, vào 22 giờ tối 20 tháng 11, World Cup 2022 chính thức diễn ra với trận đấu giữa hai đội bóng Qatar và Ecuador của bảng A. Tuy không sôi động như các mùa bóng đá trước đây, nhưng trên đường phố Hà Nội vẫn xuất hiện nhiều loại hình dịch vụ ăn theo World Cup 2022. Banner phướng được giăng quảng cáo rầm rộ với các chương trình khuyến mãi quay số trúng thưởng.